Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm chấm bài giảng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 5 trang 107 và 108. Chúng bước xem bài giảng của thầy Liêm nếu các em thấy quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Hôm nay mình sẽ học về hình học chữ nhật và hình lập phương. Trước hết là mình học về hình học chữ nhật. Mình thấy là bao diêm viên gạch thì nó sẽ có dạng giống như là hình học chữ nhật nhé. Đây, hình học chữ nhật thì nó sẽ có hình dạng giống như thế này nha. Bao diêm viên gạch sẽ có hình học chữ nhật. Hình học chữ nhật sẽ có 6 mặt như hình vẽ nha. Đây, mặt trên, mặt dưới, 4 mặt bên, 2 mặt đáy, mặt 1, mặt 2, có nghĩa là phía trên, phía dưới là gọi là 2 mặt đáy nha. 4 mặt bên chính là mặt 3, mặt 4, mặt 5, mặt 6 đều là các hình chữ nhật. Mặt 1 sẽ bằng mặt 2, hai mặt đối diện nhau sẽ bằng nhau, đúng không? Vì có nghĩa là mặt 1 sẽ bằng mặt 2, mặt 3 sẽ bằng mặt 5 và mặt 4 sẽ bằng mặt 6, đúng không? Ở đây là cái hình hợp chữ nhật mình hình dung giống như là cái khung cạc tông. Cái khung cạc tông đúng không? Mình sẽ đánh số 1 2 3 4 5 6 vô. Giờ sau đó mình sẽ bung ra thì mình sẽ được giống như thế này. Như vậy là người ta làm cái khung cạc tông thì người ta sẽ làm gì? Và người ta làm 6 mặt giống vậy, giờ người ta sẽ ghép lại thành một cái hình hợp chữ nhật giống vậy, đúng không? Giờ như vậy là hình hợp chữ nhật sau khi bung ra thì mình sẽ được 6 mặt giống vậy. Mặt 1, mặt 2 sẽ là hai mặt đáy và 4 mặt bên. Mình thấy là mặt 3 và mặt 5 sẽ bằng nhau, mặt 4, mặt 6 sẽ bằng nhau và mặt 1 và mặt 2 sẽ bằng nhau. Như vậy là hình hợp chữ nhật thì mình sẽ thấy là có tất cả là 8 đỉnh, đúng không? Đỉnh A, B, C, D, đỉnh M, E, P, Q, tất cả là 8 đỉnh. Tiếp theo sẽ là 12 cạnh, cạnh A, B, B, C, DC và AD. Tiếp theo là cạnh MS, NP, PQ và M, MQ. Giờ sau đó mình sẽ khi bốn cạnh đứng chính là bốn cạnh đứng chính là AM, BN, CP và DQ. Tất cả là 12 cạnh. Như vậy mình nhớ là hình hợp chữ nhật sẽ có 8 đỉnh và 12 cạnh nhé, và 6 mặt. Đúng không? 6 mặt, 8 đỉnh và 12 cạnh chính là hình hợp chữ nhật. Như vậy mình thấy là hình hợp chữ nhật sẽ có ba kích thước gồm có chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Đây chiều dài của hình hợp chữ nhật đây, chiều rộng và chiều cao. Như vậy là hình hợp chữ nhật sẽ có ba kích thước nhé, chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Giờ như vậy mình học xong phần hình hợp chữ nhật, mình sẽ qua tiếp phần hình lập phương. Như vậy ta cũng thường gặp trong thực tế một số đồ vật như là con xúc xắc thì có dạng hình lập phương. Giờ như vậy là hình lập phương thì giống như hình hợp chữ nhật nhưng mà 6 mặt của nó sẽ là đều là hình vuông hết nhé, đúng không? Nó sẽ khác hình hợp chữ nhật. Hình hợp chữ nhật là các mặt đều là hình chữ nhật, còn hình lập phương thì 6 mặt đều là hình vuông hết, đúng không? Giờ như vậy là hình lập phương sẽ cũng giống như hình chữ nhật gồm có 6 mặt, 8 đỉnh và 12 cạnh, đúng không? Và mỗi mặt của nó đều là cái hình vuông, đúng rồi. Hình lập phương sẽ có 6 mặt đều là các hình vuông bằng nhau hết luôn nha. Giờ như vậy nếu mình có một cái khung cạc tông mà 6 mặt bằng nhau thì mình có thể nói là cái hình đó chính là hình lập phương, đúng không? Còn con xúc xắc hay còn gọi là con xí ngầu, mình thường đổ xí ngầu thì mình biết là nó cũng là một dạng của hình lập phương, đúng không? Giờ như vậy là mình xong phần lý thuyết, mình sẽ qua tiếp phần bài tập luôn nha. Giờ tiếp theo là câu số 1, quy số hích hợp vào ô chấm. Như vậy là mình nhớ là hình hợp chữ nhật thì có bao nhiêu mặt? Sẽ có 6 mặt, đúng không? Hình lập phương cũng có 6 mặt. Hai cái hình này là số mặt giống nhau nha. Tiếp theo là số cạnh. Thì mình nhớ là hình hợp chữ nhật sẽ có 12 cạnh, đúng không? Và hình lập phương cũng giống như vậy, sẽ là 12 cạnh. Đây, hình hợp chữ nhật sẽ có 12 cạnh, 4 cạnh trên, 4 cạnh dưới và 4 cạnh đứng. Tiếp theo là số đỉnh thì sẽ có 8 đỉnh, 8 đỉnh trên và 8 đỉnh dưới. Và hình chữ nhật qua hình hợp chữ nhật qua hình lập phương đều có 8 đỉnh hết nhé. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nhé.
Rồi câu số 1 có em nào có kết quả giống như thầy? Để lại bình luận phía dưới video cho thầy hoặc bạn cùng xem. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn nha. Giờ câu số 2, câu A, hãy chỉ ra những cạnh bằng nhau của hình hợp chữ nhật hình bên. Giờ như vậy mình thấy là các cạnh là bằng nhau. Cạnh AP sẽ bằng DC bằng QP và MN sẽ bằng nhau nha. Tiếp theo là cạnh theo chiều này. AD sẽ bằng BC bằng SP và bằng MQ. Tiếp theo là bốn cạnh đứng chính là AM sẽ bằng DQ bằng BN và CP luôn, đúng không? Giờ mình sẽ làm câu A trước nha. Các cạnh bằng nhau của hình hợp chữ nhật là giờ như vậy mình sẽ có cạnh AP, AP sẽ bằng DC đúng không? DC hoặc mình đọc là CD cũng được nha. Nó giống nhau thôi. AB bằng DC bằng QP và bằng MN đúng không? Bốn cạnh này, bốn cạnh theo chiều này, theo chiều ngang vậy là sẽ bằng nhau hết nha. Tiếp theo là AD là theo chiều này nha. AD mình cứ theo chiều này thì cạnh này cũng theo chiều này, chính là BC, chính là SP và chính là MQ đúng không? Giờ tiếp theo là bốn cạnh theo chiều đứng chính là AM sẽ bằng PN sẽ bằng CB, CP đúng không? Và bằng DQ. Giờ như vậy là mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B luôn nha. Giờ câu B người ta nói là mà biến hình hợp chữ nhật có chiều dài là 6 cm, chiều rộng là 3 cm và chiều cao là 4 cm, tính diện tích của mặt đáy MNSPQ MNSPQ và các mặt bên ACPNM và BCPN đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu B nhé. Giờ diện tích mặt đáy MNSPQ là giờ như vậy mình sẽ diện tích mặt đáy là MNBQ thì có nghĩa là mình sẽ chiều này mình sẽ lấy một cạnh này nhân cho cạnh này, đúng không? Cạnh này chính là chiều dài, chiều này là chính là chiều rộng. Như vậy có nghĩa là mình lấy chiều dài nhân chiều rộng nha. 6 × 3 bằng 18 đúng không? Đơn vị sẽ là cạnh là cm thì diện tích sẽ là cm vuông nha. Giờ tiếp theo mình sẽ tính diện tích mặt bên ISPNM. Giờ như mình thấy là ISPNM thì mình sẽ lấy một cạnh này, chính là NM mình nhân cho cạnh này. Như vậy có nghĩa là chiều dài nhân chiều cao đúng không? Chiều dài nhân chiều cao chính là 6 × 4 nha. 6 × 4 bằng 24, đơn vị cũng là cm vuông nha. Tiếp theo là diện tích mặt bờ. PCPN là giờ mặt bên PCPN bên này đúng không? Như vậy có nghĩa là mình lấy chiều rộng nhân chiều cao đúng không? Mình sẽ lấy cạnh này nhân cạnh này, có nghĩa là chiều rộng nhân chiều cao. Chiều rộng chính là 3, chiều cao là 4, 3 nhân 4. 3 nhân 4 bằng 12. Đơn vị cũng là cm vuông. Cạnh đơn vị cm thì diện tích sẽ là cm vuông đúng không? Giờ mình sẽ đáp số nhé.
Giờ như giờ đáp số câu B, mình sẽ có 3 cái chính là 18 cm vuông. À, 24 cm vuông. Và cuối cùng sẽ là 12 cm vuông, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 này các em là có kết quả giống thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Giờ tiếp theo là câu số 3. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương? Giờ như vậy là mình sẽ có 3 hình, hình A, hình B và hình C. Như vậy hình B, hình A chính là hình hình hộp chữ nhật, đúng này. Quê mình thấy là nó có chiều dài, chiều rộng và chiều cao, 6 mặt, 12 cạnh, đúng không? Hình mà có 6 mặt, 12 cạnh và có bao chiều dài, chiều rộng, chiều cao thì chính là hình lập phương, hình hộp chữ nhật nhé. Giờ như vậy mình trả lời hình ấy là hình hộp chữ nhật. Vậy có 3 kích thước. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao nhé. Giờ như vậy là mình xong hình A. Giờ tiếp theo là hình B. Hình B mình thấy nó không phải là hình hộp chữ nhật, cũng không phải là hình lập phương, đúng không? Nó là một hình giống như hình khối 3D của chữ L, đúng không? Bây giờ hình B nhé, mình trả lời nhé. Hình B không là hình hộp chữ nhật. Cũng không là hình lập phương. Và tiếp theo là hình C. Hình C chính là hình lập phương, vì mình thấy là có 6 mặt, 6 mặt đều là hình vuông mà, đúng không? Giờ tiếp theo hình C là hình lập phương. Vậy vậy có 6 mặt đều là hình vuông. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nhé. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em khá hay giảng giờ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liên bấm đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất thầy Liên nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.